Chào các bạn nhìn trên màn hình thì các bạn có nhận ra đây là khu vực nào không ạ? Vâng, thưa các bạn, đây chính là phía cổng cảng và đây là đầu của đường Trần Phú. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kênh Check-in đi dạo cái con đường phố có thể nói là đẹp nhất và trung tâm nhất của thành phố Hải Phòng. Đó chính là đường Trần Phú. Thì như các bạn đã nhìn thấy, đây chính là đoạn đầu của Trần Phú, nơi có khách sạn Harborview ở bên tay trái các bạn. Còn phía bên tay phải trước đây là sân bóng đá cảng. Tuy nhiên thì bây giờ đã được thành phố quy hoạch thành công viên cây xanh. Và buổi chiều cũng như buổi sáng thì ở đây rất là tấp nập các cái người dân xung quanh đến đây tập thể dục và vui chơi ở cái khu vực vườn hoa, giải vườn hoa trung tâm này. Và trước đây thì đây chính là cái sân bóng đá cảng, nơi diễn ra rất nhiều các hoạt động bóng đá thể thao rất là nổi tiếng của thành phố Hải Phòng. Rất nhiều danh thủ đã trưởng thành và phát triển lên từ cái sân bóng đá cảng này. Thì con đường này được gọi là con đường trung tâm của thành phố Hải Phòng. Một bên là đường Trần Phú, còn bên kia là đường Trần Hưng Đạo. Và thưa các bạn, đây chính là ngã tư Nhà Băng. Bên tay trái của các bạn chính là Ngân hàng Công Thương, hay còn gọi là ngày xưa là Nhà Băng Việt Nam ấy, ngã tư Nhà Băng ở đây. Và thưa các bạn, thì cả cái giải vườn hoa trung tâm này nó đã tạo nên một cái điểm nhấn của thành phố Hải Phòng. Và tôi chắc chắn rằng ở khắp Việt Nam thì không có một cái thành phố nào có được một cái giải trung tâm vườn hoa dài đẹp giống như thành phố Hải Phòng. Đó, thưa các bạn, thì bây giờ đang là đèn đỏ thì tôi muốn dừng lại một chút ở cái ngã tư này và chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan cái khu con đường Trần Phú này. Thì như các bạn đã thấy thì trên con đường Trần Phú này rất nổi tiếng với rất nhiều các cái địa danh đã gắn liền với lịch sử hình thành phát triển của thành phố Hải Phòng. Và đây là khu vực giải vườn hoa trung tâm, vườn hoa Nguyễn Du, vườn hoa Kim Đồng. Và khu vực này thì có một cái địa danh khá là nổi tiếng với rất nhiều mọi thế hệ học sinh, sinh viên của thành phố Hải Phòng, đó là trung tâm ngoại ngữ. Và gần đây thì các bạn có thể nhìn thấy một cái khách sạn rất là to đã được xây dựng trên con phố này, đó chính là khách sạn 5 sao Pullman. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là khách sạn 5 sao Pullman này, rất là to, hoành tráng và sắp sửa sẽ được khai trương. Con đường Trần Phú này thì cũng có rất nhiều các cái tòa nhà nổi tiếng, ví dụ như là các bạn đang nhìn thấy đó, phía trên ấy, đây tòa nhà SCB này, rồi đây tòa nhà ở ngay ngã tư đây, tòa nhà DG Tower. Phía bên tay phải các bạn vẫn là một cái giải vườn hoa trung tâm rất là nổi tiếng và thu hút được rất nhiều các hoạt động của người dân thành phố. Khu vực này thì có rất nhiều, ngày xưa còn có rất nhiều các cái quán chè bưởi, chè rất nổi tiếng. Ở đây thì có tòa án thành phố Hải Phòng nữa. Và ngay đầu đây là khu vực nhà tròn của vườn hoa. Và phía đầu này chính là ngã tư của Phạm Ngũ Lão. Thì các bạn có thể rẽ bên tay trái là sẽ về đến, nhìn thẳng đến ga Hải Phòng, rất là thuận tiện cho việc giao thông. Nhắc lại một chút về lịch sử hình thành của con đường Trần Phú này, thì con đường Trần Phú này nối dài là phố Nguyễn Đức Cảnh, thì lúc mới mở được gọi là đại lộ Bonan, hay còn gọi là Boulevard Bonan. Thì đại lộ này lúc đó kéo dài từ cổng cảng của thành phố đến đầu phố Trần Nguyên Hãn. Thì sau cách mạng tháng 8, đại lộ Bonan đã được đổi tên thành đại lộ Nguyễn Thái Học và phố Tam Kỳ, đoạn từ Trần Nguyên Hãn hiện nay đến cầu quay gọi là phố Dinh. Thực ra phố Dinh thì đã được nhân dân ta gọi trước đó. Và năm 1954 thì đại lộ Bonan được đổi tên thành đại lộ Lê Thánh Tông, phố Tam Kỳ được trở lại tên gọi là cũ là Tam Kỳ. Và sau ngày tiếp quản thành phố thì đại lộ Lê Thánh Tông và Tam Kỳ hợp lại được gọi là phố Trần Phú. Và đến năm 1985 thì phố Trần Phú lại được tách ra làm hai phố là phố Trần Phú và phố Nguyễn Đức Cảnh như hiện nay. Thì đó, các bạn có thể nhìn trên màn hình thì bây giờ chúng ta đã đi gần đến cuối cái con phố này. Và bên tay phải các bạn chính là quảng trường nhà hát lớn. Và đây, các bạn nhìn thấy quảng trường nhà hát lớn đây. Và đây chính là ngã tư giao giữa phố Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú và phố Cầu Đất, một trong những cái ngã tư rất là nổi tiếng mà bất kỳ người dân Hải Phòng nào cũng như là du khách đã đến Hải Phòng rồi thì kiểu gì các bạn cũng sẽ phải đi qua cái ngã tư này. Và đến đây thì video giới thiệu về con phố Trần Phú này đã kết thúc.
chúng ta sẽ đi thẳng nữa là sẽ sang phố Nguyễn Đức Cảnh. Vì vậy nếu các bạn có những cái comment, những cái yêu cầu gì để chúng tôi có thể review thêm những cái con phố, những cái tuyến đường, những địa điểm đẹp của thành phố Hải Phòng thì các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Và các bạn nhớ là đừng quên ấn subscribe, đăng ký kênh YouTube của Check-in Hải Phòng để chúng tôi có thêm động lực để quay thêm những cái video clip hay hơn nữa để phục vụ quý khán giả. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.